Hình như là thế này đây. Đi lên đây mà quay. Nhưng mà quay trong sân trường thì chưa. Hôm nay là mùng 4 tháng 11. Các học sinh đã về hết do được nghỉ một tuần. Hiện tại nước đã tạm gọi là đã rút. Rất là to. Nhưng Galaxy chúng tôi luôn cảnh sát là thân vị. Không có nhập vào nộp. Nghỉ được mấy ngày nhỉ? Từ hôm thứ Chủ nhật, thứ bảy bắt đầu mưa to, từ hôm thứ bảy và là thứ sáu, thứ bảy là nước bắt đầu dâng lên ngập lối. Thứ bảy bắt đầu, thứ bảy bắt đầu được nghỉ. Thứ sáu bắt đầu mưa to, thứ sáu bắt đầu mưa to, từ hôm thứ sáu ngập lụt bắt đầu thứ bảy đầu tiên là ngập từ sân trường. Dạ, em quay lại làm gì đi ạ? Mà mấy người chết. May đi. Ở ngoài đường kia rút như kia là ấy rồi, chứ hôm trước ra nước dâng cao nhất là đã tràn xuyên quán quê hương rồi cả. Nhưng nào? Bây giờ quán chuyện chơi ra thì quán chuyện lên kia. Cái đường còn rất là nhiều vậy. Còn đẩy họ đâu. Nhiệt độ mày lạnh như chi. Vừa mưa vừa lạnh. Trong sân trường thì vẫn cứ ngập như thế. Trầu quá đầu gối.